Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37. Sáng ngày 8 tháng 3, gia đình báo tin đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, hưởng dương 37 tuổi. Thông tin khiến bạn bè, người thân không khỏi đau buồn. Lúc sinh thời, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã có nhiều cống hiến cho nghệ thuật. Anh góp phần tạo nên thành công của 12 chòm sao, Vẽ đường cho yêu chạy, 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Vũ Ngọc Phượng còn là đạo diễn của loạt MV đình đám như Ác mộng, Bốn chữ lắm, Âm thầm bên em. Ở tuổi 37, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã có trong tay nhiều giải thưởng danh giá như giải đạo diễn xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2017, giải Cánh diều bạc dành cho phim truyện điện ảnh 2017, giải ban giám khảo phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam 2017.